Ok, hello xin chào mọi người, chào mừng người nói chuyện của mình là Chucky và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi trò The Grafting Dead. Thì sau lưng mình là cái nhà tù và mình thoát khỏi ra. Và cái thằng đực hó này mày cút cho tao, nãy giờ mày làm tao phiền phức rồi, bể mẹ rồi. Tụi này nó cứng đến nỗi đập cái nó bể đồ à, hư cấu phải, đập sao bể được. Tại sao mỗi lần mình chơi xong tự nhiên cái túi đồ mình mất tiêu à? Mình cũng chẳng biết nữa, what the fuck, mất. Nghĩa là những cái đồ mình nhặt được nó đã bốc hơi rồi, bốc hơi con mẹ rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng vào một cái nơi này để coi có gì không. Ok. Ê, đừng, trời ơi, trời ơi, nó đông. Nó chào mình bằng một cách này ư? Tại sao tụi mày không có cách nào thân thiện hơn sao? Chẳng hạn như chào hỏi á, tụi bay làm cái trò gì mà mới vô. Hình như là tao đẹp trai lắm, tụi bay đi theo hoài, what the fuck, cút đi. Cái gì tao, trời ơi, ôi trời ơi. Ba thằng còn năm thằng nữa phải không? Có súng nó bắn này. Chết. Quên nạp đạn. Rồi, 1, 2, 3, xả đạn. Hết. Được. Vậy là mấy cái đạn khẩu AK của mình lụm bữa giờ mất hết. Đệt. Rồi xong. Bữa vãi. Đông thì đông vừa thôi, tao chơi với. Rồi mấy cái này dễ hư quá các bạn ơi, đập vài phát nó gần mẻ hết trơn cái cây rồi. Sida Sima nó Sida. Nó Sida gì mà đâu, nó Sida. Thì bây giờ cái gì đây? Tủ lạnh á, để tủ lạnh ở ngoài này, baseball lấy luôn. Vậy bóng chày là ngon nhất. Ui, trời ơi, hết hồn là tao hết hồn đâu không? Mày, tao còn nhiều gậy vậy lắm. Ok, hatchet. Ui, what the fuck? Tao là chủ nhà chỗ này, giờ tụi bay không phải là chủ nhà nữa. Tụi bay ấm ức cái gì hả? Hả? Ấm ức cái gì? Ấm ức phải lơ cái gì ha? Ok. Samurai Sword. Rồi đây là cái M4A1 có mẹ rồi. Grip không? Khi nào mình thấy đạn của Grip đi thì nói. M9 nữa. M9 của bắp. Thì nhiều bạn có ý kiến sao mình không lượm đồ. Nói chung là mình không. Nói chung là đồ. Cái túi mình đâu có nhiều đâu. Với lại mình không thích. Nhiều bạn có ý kiến hoài mình thích làm cái gì thì mà mình thích thì được. Ok. Nó phải cái gì mình cũng theo mình định đâu. Cái này là best à, mặc dù. Thì đó thì nó phải lúc nào mình cũng phải lấy hết đâu. Đồ trên thế giới này rất là nhiều nên mình không cần phải lấy hết, tan nát. Các bạn nói cái xanh nát này là đạn của 4-1 phải không? Thử coi, nạp vô. Ơ, có con bị kẹt ở đây nè. Sao bự vậy? Ôi, nạp được nè, nạp được rồi. Bắn. Bắn. Ô. Ô, một sẽ bắn. Ô. Đâu ra chu dây, ra gì mấy ba. Hả? Trời ơi, cái gì đâu vậy? Rồi. Thôi. Thôi, chết rồi. Đông vậy? What the fuck? What? Hả? Đông vậy? Ai chơi? Cần lơ giải thích. Đông vậy? What the fuck? Anh chưa chú hiền. Vãi. Nạp đạn không kịp luôn, bắn không kịp nạp đạn luôn. Nạp cái này đi. Oh fuck. Đạn AK-47 hết mẹ rồi. Đùa chứ. Tự nhiên chơi xong nó mất đồ hết. Thoàn á. Đừng có đánh lưng tao nữa. Goggle nè. Cái này để đeo cái Navision lên. Đó. Đeo luôn bóng với N. Đó. Cái này nhìn được ban đêm. Chế độ nhìn ban đêm thôi. 11 mình có rồi. Hoài chế thuốc, mình không có thuốc ở đây. Fuck. Cái gì mà đông. Nó đông dữ rồi. Cái này là cái gì? Cổ máy gì chăng? M1 nè. Ok, lấy M1 thì lấy. Sợ mẹ gì? Dragon Note có rồi. Ok, đợi để dùng cái gì ra. Vứt cái mẹ gì ra. Ok, mình sẽ vứt bớt đồ dưới đây. M1 phải không? Nói chung là cái gì không còn thứ thì bỏ vô. Rip tan nát như nè.
Không, cận chiến thì bỏ vô lại. Đấy. Bây giờ mà cái lấy ra. Ây da, tự nhiên hay nhức đầu quá bạn ơi. Chắc thôi mình làm một xíu thôi. Đây ra cần nót. Vẫn nghe tiếng tôi nói nha. Nó bay đông thế. Cái chai nước crossbow có mẹ rồi. Xin mình vẫn nghe tiếng tôi nói. What the fuck. Tụi bay cái giỏ ra mặt đi. Cứ hù hù hoài. Ơ nè mở rồi mà. Ơ mở ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Đít ăn được đậu phộng. Đùa. Ok ra ngoài. Fuck. Ok ra được rồi. Thế giới này là của chúng mình. Vậy là mình chuẩn bị vào thành phố rồi. Hôm nay mình thấy cảm thấy không được khỏe cho lắm. Không biết tại sao. Chắc là do cứ ngủ. Ngày mốt đi học nữa chán thì. Ô có lều. Ô là có người gì. Có lều xài được không? Trời. Đập phát bể luôn. Thôi xài. Phế à. Phế gọt à. Ở đây là một nơi cấm trại của những người này nè. Người ta bị trú ẩn ở đây. 1, 2, 3. 3. Ok, đất có gì hả? Spaceball, Bath, Neo, Mons, Backpack. Chắc là cái túi này á, mình nên bỏ vô đây. Thì cái túi này sẽ đựng một số thứ mà mình sẽ để sau. Ờ nếu cái túi này bỏ vô đây thì sao? Bỏ vô vẫn tính à. Đùa. Xcop là mấy bộ phận gì nè bỏ vô đây hết. Ok. Vũ khí để lại. Ok. Rồi. Đâu rồi. What the fuck đây rồi. Chết rồi. Sao ra. À đây nè. Có ngủ đây được không? Không cho ngủ, ok. Tại sao mày không cho tao ngủ? What the fuck. Ở đây có giường không? Khổ quá. Phải đập ra nữa. Trên nước, đậu phòng. Ô có giường nè. Ngon. Ngon chim. Đẹp. Đết. Rồi ra. Sao mình lại khó khăn gì đâu. Thôi mình sợ bị dãy dò lắm. Xuống lại. Mình sợ nhảy xuống dãy dò. Ok. Hello anh là người ở đây phải không? Nhưng xin lỗi tên này là của tôi rồi. Ui da. Diễm độc. Cái này cắt dây. Cắt dây gì ta? Mà không biết cắt dây gì nữa mà. Cũng chả biết đậu phòng. Can pasta. Lấy cái can đêm sau này chắc mình cần. Ơ cái đường vô đâu rồi vậy phải không? What the fuck. Mấy giá này giống nhau à, ná ná nhau. Ok vô đi gian nhau thôi chẳng có gì khác cả. Fuck ức chế cái nơi này phải ra ngoài. Giận rồi. Ơ ngoài đường là chỗ nào? Help. Ơ được xét lại à. Clean rust có hai cái luôn. Đây là một có một cái xe. Hello trời ơi thằng này có một mắt hàng ghê quá. Chết đi. Thì để kiếm nhật ở đây. Ok. Ui đậu phộng. Ui hai thằng luôn. Ba thằng bốn thằng. Ui đông thế. What the fuck. Bớt đông tao cái, tao nhờ, tao thấy vui lắm. Ok, cảm ơn đã hợp tác. Đây là xe chứa đồ nè. Rồi thấy mình đâu, lên nè. Rossbow, cho mình cần. Mà rẻ nè. Một cái túi bự nữa. Ok, chứa Skyline. Không gì hết, đi. Đi. Mình thấy cái kiếm samurai này mạnh nhất á. Chém rất là, chém hai phát thôi chết rồi. Bởi kiếm cùi bóc. Nè, một phát. Hai phát, đó. Cái gì đây? Hù, nó đứng lên. Trời ơi, cái nhà. Ha ha, té kìa.
Đây là cái trạm xăng phải không? Phật. Xe hơi rồi rỗng ruột. Nhìn khổ vậy. Ơ cái gì á? Ơ ơ gì đây? Khổ quá trời mẫu giáo à. Đệt nè. Ôi chết 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 chết. Mấy cái vũ khí này không được bền chứ lắm. Đập cát. Được. Cái này đập 3 phát. 2 3 4 phát luôn à. Đùa. 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 Bắt đùa đi. Nữa đậu phộng cho tao. Làm ơn. Để coi giá xăng thế nào, giá xăng có giảm không. Ok. Không có giá xăng. Đậu phộng à, không có gì à. Có gì đây. 76 đô, what the fuck. Xăng 76 đô, một lít. Mày đùa à. Mày đùa à. Tao ta bán nhà còn chưa chắc mua được xăng nữa. Đậu phộng. Ủa gì. Đây chắc là mình thấy trong ở nước ngoài á, thường là ở trong tiệm xăng có các cửa hàng nhỏ nhỏ. Ở Việt Nam không có nhưng đây có này đó. Khá là nhiều đồ. Trời ơi nhiều đồ quá. Chắc là mình cần đến mấy cái này rồi. Ok. Cái này là soda phải không? Lấy hết. Hay lấy cái này luôn. Ok. Bỏ cái mẹ này ra. Lấy này nè. Ở sao mình đập 1 cái ra 2 cái rồi phút. Rồi bỏ vô. Đó. Khá là nhiều đồ ngon. Lấy hết nào. Ê, 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 ê. Đấy, nhiều rồi. Soda can. Uống đi. Uống xong đổ vỏ. Rồi xong. Machete nó. Mình tình hình là đầy rồi. Đây có, đây có hồng đồ rồi. Cái sau đi, sau này mấy mà quay lại mình sẽ có đồ. Đi. Đi đi đi. Cái này bán hoa à, hoa bị héo hết trơn rồi. Gì 10 đô hoa này, 10 đô mà bán cắt cổ à. 10 đô là 200 ngàn là sao ai mua. What the fuck. Thời buổi này ai là bán giá hoa 10 đô. Ở phòng. Chết mày đi, chết mày đi. Những lúc đại hội zombie á thì những cửa hàng bán vũ khí là lời nhất. Ui da. Cái câu này mình thấy rồi phải không? Trong điều này. Trời ơi đồ gì một cỏ tùm lum hết. Ui. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Cái machete không có mạnh lắm. 1 2 2 phát ổ cũng mạnh mà sao mình thấy chém 3 phát kìa. What the fuck. Yeah 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 yeah. Đường này mình thấy vắng vẻ quá mà không đi. Những cái thằng này có mắt này các bạn. Nhìn nó y chang người thật luôn. What the fuck. What the fuck. Fuck. Ôi ôi ba thằng. Thằng này không có mắt nè. Thằng này cũng một có một con mắt à. Mắt lát nữa. Tụi bay. Thằng này có mắt gì mà nó chùm chăng. Zombie cũng phải đặt thời trang nữa. Gì đây. MRE. Đấy luôn. MRE là MRE. Bình hình là cái ba lô này đồ rồi. Chứa ba lô này vô. Đấy. Ngon chim như chưa từng được ngon. Hello, nhà có ai không? Tôi xin phép được tịch thu. Nhà các anh đã bị tài sản của các anh đã bị lấy hết. Ok. Cái này giống như gì? Trời ơi. Cái này nâng cấp nhiều thứ á. Trời ơi. Fuck. Cút đi. Mày để trang trí thôi chứ không có tăng giáp nữa. Mà 4 niêm nè. Doctor Smart. Không cần, mình có cái này rồi. Night Vision. Hello, hello. Hello, what's your name? Nhờ đó các bạn học bài nào. Ok, mày vô, mày vô đi. Đứng vậy. Ê, đâu cửa, nào đâu cửa. Không ai ở ngoài đâu. What the fuck, mày đùa ta, mày đã ở trên nhà đâu cửa. Thôi 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 thôi. Em không đùa anh nữa. Hết vũ khí rồi, xong hết vũ khí rồi các bạn ơi. Hello. Tôi xin phép được khám nhà. Nhà có ai không? Ô, oh, có một cái mì ngon. Bỏ vô, bỏ cái này vô. Bỏ cái này vô, bỏ này ra. Có khi mình sẽ cần. Đó, giờ cần này nè. Ăn cái MRE nào. Đói rồi. Thôi ơi, ăn cắt. Ăn phát đầy luôn cơ mà. What the fuck.
lên. Black 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 đích cần à, can con hộp bắp. Ở Mỹ có nhiều thứ đồ hộp đa dạng các bạn, đồ hộp bắp, đồ hộp lum hết, đồ hộp mà cá lum của nước mình kiểu cá mồi nè, heo hay lát hết rồi. Tê có gì đó rồi à. Mình lừa đi mấy con nhà này quá, mình vô thành phố, thành phố có nhiều công ty á, vô đã hơn. Ôi trời ơi, tụi bay đi nhanh thế. Ôi trời ơi, thành giống tiếp quá. Ôi hai nước chưa. Ôi ơi, đậu phộng đánh lén mày nhục nha con ha. Ô dưa hấu nè, tại sao mà không hiểu tại sao lại mấy con zombie lại giữ dưa hấu làm gì. Ô mình thấy chóng mặt các bạn ơi, hôm nay mình mệt quá, hôm nay làm sớm rồi nghỉ. Trên đời rất là nhiều súng, súng ống gì đó à, có cái xe màu xanh xanh và không có gì hết. Ô đây là quán ăn à, ngon. Đang mình on nè, bỏ vô hơn vô. Fuck you ta không có sự có mặt mày ở đây. Ok nữa, tao mày lại gần tao vậy, muốn hung tao hả? Gây thằng gây này, gây lọ thường cái xe này mà không nó kiểm tra làm gì, nó không có gì hết. Ok mệt mỏi thằng này quá, chạy đi. Ok bandes, giờ mới có bandes này. Ui M9 mình lấy luôn đi, thấy cái khẩu M9 cũng khá là nhiều tự nhiên mình bỏ nhiều quá. Ồ dưa hấu bị hỏng, ta không cần nhá. Có lẽ mới cái này à, đây là quán ăn đúng không? Ồ, có cái đĩa nhạc này hay nhờ, hay nhờ. Ô cà rốt vàng ngon. Noodle soup bandit, cà rốt vàng nữa ngon. Ngon chim lành đàn đào, bức mẹ đi ra đi. Bỏ mấy cái này vô, bỏ mấy cái này vô. Có cái gì sai, đẹp trai có gì sai. Ok đấy, lẽ mình nên làm cái giường. Ok làm liền ngay mà luôn à. Trời ơi con nhà bị lúng, the fuck. Đùa à, có đây nè, đập hết à, vì ngôi giường của chúng ta. Nhiều tiếng nữa không ai hết. Sao mà nó nhức đầu quá bạn ơi, nhức đầu quá. Ok làm giường và không chạm được cây, không chạm được gì hết. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta cứ ở đây mãi. Ôi mới ra khỏi cửa đập mình, mày chết cho Mickey dinner nữa, quá được fuck bạn đã kia. Ok chết giùm em cái, hết chị nổi rồi. Ui hò, mình thấy cái hộp trên đây nè, cái hộp đó rồi. Đây ô AK-7 ngon. Cái này vứt đi, mình giữ lại vài cái. Ok nó không cho là mình làm cái giường. Sau đây là một bộ phim chặt cây dưới đêm khuya, liệu anh ta hay chặt cây không, hãy đón xem. Trời ơi nhanh thế. Ui mình là Lâm Đạt, nhưng ở đây học quá viện kiểm soát nên mình không sợ. Rap tiền nè, rap đồ lẹ. Mất mẹ cái anh cha luôn, bây giờ kiếm nhà nào á vô, vô ngủ. Cái này có phải được nè. Ok phải giữ luôn cái này, giữ luôn cái này để không bị mất nữa, anh sẽ không để mất em nữa. Ok đây à, ngủ
rồi ơi. Ơ the fuck đồ à hả what ok mà nó mới chuyện gì xảy ra giống như mình đang ngủ ngủ được hai ngày trời liên tiếp á. What the fuck. Đi tiếp nào mấy ngôi nhà dạng này thường không có nhiều đồ lắm, chưa biết ngay mà trong hồng có đất có gì á, đồ chứ. Ok đi. Ta 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 đứng này quá ta ta rồi. Mình sẽ cho trai bài bắn tỉa của mình và không có đạn. What the fuck. Đùa. Ok. Bạn qua đây. Hãy khóc đi đừng ngại ngùng. Đó. Ngon stream. Ủa cái này là cái chỗ đợi xe buýt nè. Ngon. Ô cái nhà này có vẻ bự á, mình vô các bạn hứa hẹn đi. Là ta 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 đóng cửa lại, bớt. Để nhân viên hỏi vào. Ok. Wound gun spray. Cái này cũng không có nhiều chức năng lắm. Ok. Bath upright. Cái này cái túi gạo mà không biết xài nha. Mình không biết cái này là dùng để làm gì nha, để coi. Thấy chưa? What the fuck. Xài cũng xài không được nữa. Nhìn nè. Mở không được luôn. Vứt mẹ đi, bạn này biết xài gì mình nha. Mình sẽ vứt trước. Mặt nạ bác sĩ. Mình là thanh niên nghiêm túc bác sĩ gì. Ui. Ui ngon. Lưỡi hai thằng chết. Chữ hổ nè. Đốc tơ lâu thì mặt nạ blue casual level spray mtit can rồi bởi cái này dùng để chống lại nhiễm độc nhưng mình không biết xài thế mới chết cơ đấy. Mình đã biết xài hãy giữ chỗ coi cũng không được. Cái hồng chưa lấy phải không? Holy shit. Nhiều thế đấy. Ơ. Nãy hay ba cái là gì còn hai cái à? What the fuck? What the fuck? Tan 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 tan. Ok, thôi đi. Nói chung là không có gì hay ho cả. Hang cấp. Chỉ là cái mắt kính thôi mà. Ô, cái tầng nhà đó có vẻ hứa hẹn đây. Mình sẽ quay lại đó. Huy. Hàng rào này không biết để làm gì. Huy, bắt cua. Tha cọp bắt cò. Ok đi. Nhà này mình thấy khá là đẹp và ngon chim. Ta nan ta nan ta nan ta nan ta nan ta nan. Ui. Lối vô đâu? What the fuck? Đây là lối vô nè. Hey. Hello, đây giống như một công ty. Ô, một cái tiếng nhân bi. Đâu rồi? Mày ở đâu mày ra mặt cho tao cái. Ô, đạn. Quá trời đạn luôn. Cái chìa khóa này để làm gì? Hát cấp chép. Hình như là mất còng thì phải. Mày không biết mà không hề biết ai biết chỉ mình nhá. Ủa cái này ngon nè. Để túi màu đen có xài được không ta? Túi màu đen chắc mình cất thêm cái này hết đạn là dùng. Ok. Nhiều máy tính quá chơi một ván game nào.
đâu ta? Giấy vệ sinh chủ đích. Chủ đích. Ok, không có gì hay ho. Lên lầu nào. Mọi người thấy nhân viên lên lầu này có vẻ rất là hứa hẹn đấy. Hello, có ai không? Không có ai cả. What the fuck. Ui dồi ôi, Ska, mình có rồi. Đốc thực đầu tiên. Tụi bây có thể cho ta một cái bộ đồ nào. Oh. Vest. Mình không biết cái vest để làm gì nữa. Đục mẹ đi. Rất là bựa. Open, open là nghĩa là ăn rồi phải không? Open nghĩa là mở rồi, ăn rồi. Cái máy này máy gì đây? Oh, máy bán sữa tự động nè. Ngon. Chim lạnh cạnh đạo nhưng mà mình không biết uống thế nào. Uống. Uống xong thế nào, uống xong thì vứt. Người ta vẫn có câu uống xong thì vứt. Các bạn có nghe chưa? Mình đã nghe rồi đấy. Đi. Thôi mình nhìn tàn phá thôi. Bandit Dr. Mask. Em không cần. Là em không cần cái gì vậy? Thôi. General Machine, what the fuck? Máy bán lựu đạn tự động, what the fuck? Ok, máy bán lựu đạn. Có vẻ khá là hay ho. Ok, đùi nhau thế là đủ rồi đây. Không mở ra không có gì hết. À, còn nè. Bài put. Không biết còn vũ khí nào để làm không, nhưng mình sẽ cứ thu thập hết cái đống shit này. Các cách Google Barrel là shotgun phải không? Mình sẽ thu thập tại cái số này, mình sẽ cần shotgun nè. Cần luôn. Đây là nó có rồi. Ok. Đó là cái gì đây? Giống như cái đồ trang trí. Ba cái thứ lặt vặt. Linh tinh. Không, thế chơi cuộc sống. Chỗ này các bạn yên tĩnh nha. Ha. Không có một bất cứ một con zombie nào mà mọi người mình nghe nó rất là gần. Bạn có nghe không? Hả? Cái gì đây? Máy bán soda, ngon. Đồ baro. Ôi trời ơi, đâu ra thế An? Chết đi. Mà có thể nâng cấp cái đồ baro được không nhỉ? Được chưa? Các bạn nói máy cái spray không cần thiết, nhưng mình thấy đó, thật sự rất là cần thiết. Máy cái spray. Bốn hầm. Dual barrel shotgun cái này đây. Bây giờ bỏ súng trước không, bỏ vô sau được. Đây. Không cho luôn. Ok, mình cũng biết thế nào như cái lấy đi. Đẹp hơn ha. Mặc dù không có đạn nhưng sau này mình sẽ có đạn. Ok. Lên lầu thôi. Chúng ta coi gì đây? Ô mẹ ơi, tôi nhận. Ôi trời ơi, hết hồn. Đậu phộng. Hết hồn quỷ sứ Hà. Quỷ sứ Hà. Là em sợ quá đi, con tim em canh tan nát. Tan nát vì anh. NV Google khác cái này không? Được giống nhau mà. Night Vision đó. NV là Night Vision đó. Chắc mình cần cái này đây. Không có cái gì hết cả. Cái này bán sữa tự động mà không có. Kim cương. Kim cương là cái nết gì mà không cần kim cương. Vậy này không cần kim cương. Ok. Máy bán sữa chắc không có gì đúng. Bị ngay. Hình như mỗi lần mỗi khác phải không? Đây là cái tủ nè. Compass, con mẹ. Này là cái compass. Compass này nữa. Không cần, compass này có bắt giỏm. Dirty crack nữa. Ok. Hello, hello, hello. Anybody here? Anybody?
Chết cha rồi, mình bị mất máu rồi, nãy giờ mình không để ý. Còn đồ ăn không? Chết 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 chết. Cà rốt vàng ăn vô là sẽ sống. Mình cầm súng thủ trước. Hello. Ô, cái phòng này có vẻ đẹp hơn á, tại vì nó có rất là nhiều đồ. Phòng nào giá nhiều đồ. Nhưng mà cái phòng này cũng được nhiều đồ nhất. Bộ phẫu ta mới hồi máu mà mày làm cái gì vậy? Hả? Hả? Má thứ. Cắn bá. Không đáng sống. Ha 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 ha. Ê, tao chi mày đây. Ê, tao chi mày đây mà nè. Bây giờ mình sẽ lấy hết đồ luôn. Có vẻ như các compass mình không còn nhiều hôm nay. Phải không bạn? Tại vì mình đâu có nhìn nhiều đâu. Mình chỉ biết là hướng đông, đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc gì thôi à. Ok, xin thử chưa? Cái này trong cái headline nè. Từ từ. Bỏ những thứ không cần thiết cho cuộc sống, đời sống của chúng ta. Cái này là đựng sữa. Ồ, cái đầu Ripper ghê thế. Tại sao ở dưới không có người chết ở đây, tại người chết như vậy nè. Thằng đầu là đầu mà. The fuck. Tụi bay chết trên lầu đi. Được gì? Ồ, bầu này, ngon. Có các vũ khí cận chiến nào mình sẽ lấy hết. Mình sẽ bỏ đang như đây. Súng gì như đây. Nói chung là tiết kiệm chỗ ấy mà. Ồ, rồi giờ mới thấy cái này, ngon. Đầu Witcher nữa. Mà cứ thấy cái ba cái đầu cái chơi là mình sẽ thu thập nó. Ken Basta anh đẹp cần nha. Base Battle anh cũng không cần nha. Ok lên cuối cùng finally cũng lên. Gun Bat ngon. Gun Bat. Cái này dùng để làm gì? Cái này dùng để đựng súng. Những khẩu súng chúng ta ít xài thì ta sẽ bỏ vô đây. Nhưng không, không đựng súng được mà chúng ta, đựng súng được mà. Mình bị ngáo à. Ngáo rồi, thanh niên nó ngáo giờ kỳ. Chắc kỳ. Ok à. YOLO, 790. Ngon chim à. Ôi trời ơi. Bây giờ mình là ở nóc nhà thế giới. À mình thử cái ambition coi. Đó. Trời ơi, nhìn sáng quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ mình là một thiện xạ, mình sẽ xuống dưới bắn mấy con vật chết tiệt ở dưới đó. Cái đạn ra gần nóc đâu rồi? Ra gần núp. Ôi trời ơi. Sao đất thấy một con zombie nào vậy? Đùa. Sao tự cái đồ nhắm mình thấy nhắm mình thua AK-7 vậy nè. AK-7 nhìn gần hơn à. What the fuck. Sida quá, tao sẽ nâng cấp mày lại. Đâu rồi, có cái đồ nâng cấp không? Mình nghe tiếng zombie nha. Không đùa đâu. Ai gặp được nhiều kỳ. Rốt cuộc là cái nào ta? Watashi cap. Đùa. Không có cái đồ nâng cấp rồi. Ok. Nếu mà hết series của mình á thì nhớ like và subscribe để mình tiếp nha. Ok. Bye bye mọi người. Cái gì đây? Mình vừa lên một cái cầu. Một cái cầu. Và ở đây, trời ơi, cái gì đây? Xe. Trời ơi, cái này cái gì? Dương. Cái này như là sao nhiều xe thế? Nhà bự nó trực thăng đây nè. Chẳng lẽ đây là khu quân sự sao?